hình bây giờ làm gì nữa nhỉ? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ok, thì xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Cọ nhá. Thì anh em đừng để ý cái vừa rồi anh em nhá. Anh em đừng để ý cái cảnh quay vừa rồi nhá. Thì đây trước mặt mình đang là con BMW S1000RR cá voi sát thủ của Nam Cọ đấy anh em nhá. Đây, chính đây là chính nó luôn anh em nhá. Ok, thì anh em thấy quả biến hình được không? Đấy, thì mình vừa biến hình quả cho anh em quả thấy không? Anh em đừng để ý quả cảnh mình biến hình sau nhá. Mình sau đấy là chỉ cho vợ mình xem với cả người yêu mình xem thôi anh em ạ. Ôi giời ơi. Ok, thì anh em thấy không? Thì mình cũng muốn làm video này rất là lâu rồi. Thì nhiều anh em có bảo là cá voi này mình, tại vì video trước ấy mình có nói là con cá voi này anh em xem YouTube của anh tới ấy, sẽ biết là nó là xe của ai ấy. Thì nhiều người bảo là cá voi này của Mr. C đấy, thì chính lại là không phải của Mr. C anh em nhé, không phải của anh Mr. C nhé. Cá voi của anh Mr. C thì anh ấy vẫn chưa bán đấy. Thì thành ra bây giờ này thì mình sẽ bật mí cho anh em đầu tiên nhá. Thì con cá voi này nó từng làm trong clip của anh tới, và trong clip anh tới mà đi tham dự giải độ xe miền Bắc ấy, tại Bên Kiang ấy đấy. Thì con cá voi này nó là top 3 anh em nhé, top 3 độ full đồ luôn anh em ạ. Thì đấy, mình hôm nay mình đã mua lại. Đấy, mình đã mua lại của cậu em đấy. Cậu em này sinh năm 2003, chơi nhóm thì cậu em này hầu như là học rất là nhiều, không có thời gian chơi xe, thế thành ra cậu em ấy đã bán xe. Đấy, thì mình rất may mắn là mình đã được sở hữu em nó lại. Đấy, thì mình cũng bỏ đi một ít đồ không liên quan ấy. Đấy. Ok, thì mình đồ nào thì anh em mình tí mình sẽ cho anh em xem sau nhá. Ok. Thì đấy, thì cậu em này tên gì, các thứ gì mình xin phép để quyền cá nhân riêng tư của người ta ấy, thì là mình không bật mí nhá. Đấy, mình chỉ biết là trước đấy của mình là một chủ. Đấy. Và đây là con cá voi, gọi chung là thật sự là mình không nói nhiều, mình không dám nói láo, nhưng mà cũng rất là keng nhất ở miền Bắc đấy anh em ạ. Đấy, nếu mà để keng số 2 khó có nào số 1, trừ khi đập thùng thôi. Đấy, tại vì nó đi rất là ít và nó rất là nhiều đồ luôn anh em ạ. Và nó rất là xịn. Ok. Tại sao mình sẽ trả lời câu hỏi tại sao là mình lại chọn chiếc cá voi này anh em ạ? Chiếc cá voi BMW S1000RR này nhá anh em nhá. Và đây xin hiệu anh em, nó là bản M, tem zin nó luôn chứ không phải dán nữa anh em. Ok, thì vì sao mình lại chọn nó thay vì những dòng xe khác như kiểu là H2 với cái tầm giá đấy, có thể mua H2 này, mua R1 này, mua Du này, nhưng tại sao mình không mua, mình lại chọn con H2 này, à là một con cá voi này. Thì anh em mình sẽ bật mí cho anh em, đó chính là tại vì nó rất là đẹp đối với anh em như vậy, chiêm ngưỡng qua nó rất là đẹp, và cái đôi mắt nó rất là đẹp, anh em thấy không, đôi để mi của nó khi bật chìa khóa lên nó rất là đẹp nhá. Đấy, và tiếp theo nữa là nó rất an toàn. Anh em biết là xe Đức mà đúng không? Cá lại còn là cá nữa, từ xe máy đến xe ô tô, nó nói chung là nó rất là nhiều công nghệ luôn, nhất là hàng của Đức như kiểu BMW hay là Mercedes đấy anh em thấy không? Tại vì nó rất là nhiều công nghệ và rất an toàn anh em ạ. Như kiểu ví dụ như kiểu hình như là phanh ABS trong cua, bình thường anh em thấy phanh ABS đi đường thẳng anh em an toàn đúng không? Đây là nó còn được trang bị cái phanh ABS trong cua nhá. Như là bình thường anh em vào cua, anh em bị hố cua là anh em phải dựng xe lên để anh em phanh đúng không? Tại vì nếu mà phanh trong cua sẽ là rất là nguy hiểm và xòe. Nhưng mà mình khi mà anh em cua con này, anh em bị hớ chẳng hạn, hoặc là anh em bị nó cua nhưng mà anh em nó không sang được chẳng hạn, thì nó mình sẽ gọi là mình sẽ bóp phanh thoải mái mà không bị xòe đấy anh em nhá. Đấy, nó chính là điểm hay của việc xe có nhiều công nghệ anh em ạ. Và ngoài ra nó được trang bị những mặt đồng hồ rất là xịn anh em ạ. Đấy, rất là xịn, như kiểu là đấy, mặt đồng hồ gì LED, đồng hồ LED nhá, đồng hồ điện tử này, đấy nó full màn hình luôn, tràn màn hình luôn, bao nhiêu inch chả để ý nữa. Và con này có anh em nào thắc mắc là nó có gì nhiều hơn, công nghệ hơn con cá voi bản Ray không nhỉ? Bởi vì theo mình tìm hiểu ấy, thông qua nhá, thì nó nhiều hơn con cá voi bản Ray là một chế độ lái, và nhiều hơn nữa là nó nhẹ hơn 3 cân so với con bản Ray, và nó thơm nữa là nó có cái mâm carbon này anh em ạ. Đấy, cái mâm này hoàn toàn là một carbon cả trước cả sau, và giá trị của đôi mâm đấy là 120 triệu nha anh em nhé, chính xác là 120 triệu. Clip trước thì mình có bảo là đó là 100 triệu, nhưng mà thật sự mình tính lại nó 120 triệu còn một cặp anh em nhé. Đấy, thì nó là một cặp đôi bộ carbon này luôn đấy.
Thì đấy, nó là hơn, cho mình tìm hiểu sơ qua thì nó là hơn bảng dây điểm đấy anh em ạ. Còn nhiều hơn nữa thì mình chẳng biết, tại vì các thứ chỉnh các thứ rất là mệt anh em ạ. Rất là mệt luôn, thề anh em, mệt phải trưởng luôn. Ok, thì giờ mình sẽ mở đồng hồ cho anh em xem nhé. Thì giờ mình sẽ cho anh em xem cái mặt đồng hồ đó nhé. Đây, đặt chìa khóa nào. Đấy, anh em nhìn không? Cái chào rất là đẹp luôn. Đấy, cái biến hình rất là đẹp luôn. S1000RR, ok. Ok, thì giờ nó sẽ ra một bản đồng hồ nha anh em ạ. Và nó rất là đẹp. Đấy, anh em nhớ không? Anh em nhìn mình chỉnh này, rất là nhiều cách chỉnh luôn. Anh em ấn vào đây. Đấy, nó có thì nhiều hơn, hình như nó nhiều hơn bản dây một cái mặt đồng hồ nữa như kiểu này này. Đấy, nó có thể chuyển sang nhiều mặt đồng hồ. Đấy. Anh em nói đây là đồng hồ bản đuôi nhá, có đo độ này. Đấy, camera gì sát vào người ta xem. Đấy, có anh em nhìn này. Đây là đo độ bên trái, đo độ bên phải, thấy chưa? Đấy, mắc cái anh em nhìn độ độ không? Ok. Thì anh em nhìn rất là nhiều chức năng luôn. Đấy, mình sẽ cho anh em xem cái đo nhiệt độ này. Đấy, nhìn này. Này, đo nhiệt độ này, đo nhiệt độ xe này. Đo nhiệt độ xe này. Đo km còn đi được bao nhiêu này. Đo mức độ điện này. Còn đặc biệt là còn kết nối được Bluetooth anh em nhé. Thông báo giờ này. Đấy. Rất là nhiều chức năng luôn. Từ sang sang nữa này. Đấy, thông báo rất là nhiều chỉ số luôn anh em ạ. Ví dụ như kiểu thông báo lốp, áp suất lốp các thứ ấy, mình có thể nhìn được cân của lốp của mình cơ. Khi mà đây này, lốp của mình hiện tại đang là 2.5 và 2.9. Đấy, khi đi nó sẽ báo cụ thể lên đây và nó tụt bao nhiêu cân các thứ, khi bạn thủng lốp các thứ nó sẽ báo hết luôn. Đấy, mà khi các bạn mà thủng lốp nhá, nó sẽ báo đỏ màn hình luôn, lừa màn hình luôn để cho anh em biết đường để kiểm tra lại. Đấy anh em nhìn nhá. Giờ mình thắt về bản đồ chính này. Đấy, anh em nhìn đang nhìn là biến đổi rất là đẹp đúng không? Ok nha. Đấy. Còn nhiều lắm anh em ạ. Thế luôn, mình đảm bảo thì mình thấy các bạn luôn, mình nhìn mà hoa cả mắt đây cho anh em xem. Này, nhìn này, hoa cả mắt luôn, thì không biết chỉnh luôn. Thì các bạn luôn rất là nhiều cái chỉnh đây, setting này, là setting này. Đấy, rất nhiều cái chỉnh. Nó nhiều cái chỉnh lắm. Đấy, nhiều cái chỉnh lắm, mình cũng chẳng dám chỉnh nhiều, mình chỉ điểm gần đây thôi. Đấy, đặc biệt nó có một 4 chế độ này. Đây mình sẽ cho anh em xem. Ví dụ anh em đang anh em nhìn kỹ này. Anh em nhìn kỹ này, nó đang bản gây này đúng không? Đấy, nó đang bản gây nhá, mình sẽ chuyển thử sang này, nó sẽ 41. Còn rain này, crash này, dynamic này, gây. Để mình hay chọn gây, thế là sẽ để gây. Đấy, có chế độ chạy trời mưa, có chế độ các thứ. Ok. Mình nghe bảo có cả chế độ lên, đang leo dốc à. Ừ, rất là hay anh em ạ, chung là xem nhiều công nghệ mà. Mình rất là tin tưởng và tự tin. Ok, thì trước khi tiếp tục video, anh em cho mình xin tay mình chơi game mình kiếm biết tưởng sao anh em nhé. Ok, thì đây là con game 0.8 anh em ạ. Anh em xem đây có số sự kiện gì nào. Đây chuẩn thu cao win có tiếp một gì nào. Đấy, anh em sẽ được một video 23 giờ ngày 28/9 nhé. Anh em để ý nhá. Anh em đừng quên này, thấy chưa? Anh em nghĩ đã và ra có phiên bản này để cho Android này. Liên kết này chia sẻ khảo sát để nhận tiền anh em ạ. Ok, thì anh em nhìn giao diện của game không? Đây là trong những game này rất là hot luôn anh em ạ. Và mức đổi trả và uy tín vẫn nhất hiện nay anh em nhé. Ok, thì mình xin anh em kết nạp tiền nhé. Anh em chưa nạp tiền này. Mình có bài phẩm mình đã ăn vào đây. Đấy, nó ra một cái bảng cho anh em nhạc. Anh em có thể là mình nhớ là nhanh chóng luôn. Và rất nhiều cách nạp luôn. Ok, thì giờ mình sẽ thử một game để làm mẫu anh em nhé. Cho thử một Long Hổ đi. Ok, thì đây là giao diện của game Long Hổ đấy anh em nhé. Giờ mình sẽ đặt ở bên Long rồi đi. 300.000 anh em ạ. Anh em đừng ăn chảy quá nhá. Anh em ăn một ngày anh em ăn 200.000 ok anh em ạ. Đấy, thì cái game mình chơi rất là đơn giản thôi. Bên là to ăn. Đấy, nên là bên là tí bốc bài to ăn. K này năm đấy chứ, ăn rồi ăn ngay anh em, tiền cũng rất là nhanh chóng này. Đấy, nhanh chóng đấy. Giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi tiền nước ngoài anh em nhé. Anh em ấn chữ đổi thưởng góc trái màn hình này. Đây đây, và đây là một bảng cho anh em liên kết số tài khoản ngân hàng vào đây. Rút tiền trong 2 phút là có tiền anh em ạ. Ok, thì đấy anh em nào tò mò tham khảo thì mình sẽ để link ở phần mô tả và cái ở phần bình luận cho anh em tham khảo nhé. Còn giờ mình tiếp tục video. Ok, thì giờ mình sẽ chỉ cho anh em xe có trang bị cái gì và rất là tốt và độ những gì nhá. Ok, camera vào đây nào. Trước tiên đấy, mình rất tự tin rồi gặp cuộc này anh em này. Này, gặp cuộc anh em đọc này. Mazochi đấy, số cái rất là êm luôn anh em ạ, đi rất là thích. Và đây có phanh của BMW nhá, kính hiệu BMW. Cái xe trước thì nó độ cả phanh cả đĩa anh em ạ, nó là độ phanh đĩa của Brembo đấy, Bilep, có phanh rất là đắt tiền, nghe bảo là cả độ cái đĩa cũng phải trăm đấy anh em ạ, kinh điển đấy. Nhưng mà mình thấy nó không, mình cũng không đáng với mình ấy, tại vì nó không đáng để mình bỏ ra số tiền đấy, nó hợp lý, tại vì phanh mà cục zin mà cả đĩa zin nó rất là ngon rồi, nên mình không cần anh em ạ. Đấy. Ngoài ra nó có thêm cả cánh, quả cánh này, cánh carbon này anh em nhỉ, cánh gió carbon này, có bơm carbon này, nhìn vào anh em nhìn thấy dưới ánh nắng nó sẽ chiếu ra những cái vân carbon đây anh em nhé. Đây nhìn rõ đây này, đây sẽ hơn này, đây những cái vân carbon rất là đẹp luôn anh em ạ. Đây ngoài ra trên này, trên góc lái thì mình đã vẫn để nguyên những cái này carbon, như là cái ốp đầu lái carbon này rất là đẹp luôn đúng không? Đấy. Cái này ốp carbon này, khung sườn này carbon này,
cái tay gù tay lái carbon này chống đổ nhá, để chống đổ anh em nhá. Ok. Thì ngoài ra có cả cái chống đổ T-Rex này. Đấy, để đọc đèn trợ sáng này. Đấy, và đặc biệt là nguyên quả bô anh em ạ. Nguyên cái set bô còn là 78 triệu như anh em đang xem clip kia. 78 triệu quả bô anh em. Anh em bây giờ xem 78 triệu thì mua được xem. Đây là hạt à? Anh ăn lướt à? Đúng không? Thì là rất là đà. Đấy, anh em vào đây. Vào đây nào. Đằng sau nhá, nó sẽ có anh em nhìn quả bua đúng không? Đằng sau nó sẽ có cái, đây là cái đèn tích hậu, tích hợp xi nhan, đèn hậu, cả xi nhan cả hậu anh em ạ. Đây là mình cho anh em xem xi nhan nhé. Mở đây nó rất là đẹp luôn, đấy, cái đỏ đỏ như này. Và anh em khi mà anh em nhảy xi nhan sang phải, đây nó sẽ nhảy như này. Và nhảy sang trái nó sẽ nhảy như này. Đây, trái nhảy ở đây. Đấy. Và khi anh em bật hazard, nó sẽ như này. Đấy, sẽ nhảy hai bên như này. Rất là đẹp. Đúng không? Đẹp đâu anh em thấy. Em nhìn thấy con cá voi lên đâu ở rất là đẹp. Ở đây là cũng là cái nhà rất đẹp. Ok. Thì tiếp theo mình sẽ cho anh em xem quả mâm carbon. Mâm sau sẽ đắng của nó vẫn là carbon. Nó hơi bẩn nhưng anh em thông cảm là mình đi về. Đấy, carbon này anh em thấy không? Mâm carbon này khi vào Nam ở ủ gà anh em ạ. Đi được cái có hạn chế đường Việt Nam là nó rất là nhiều ổ gà. Thành ra là mình đi mỗi lần thấy ổ gà trước đường ấy bắt đầu phải phanh túi phanh thụ lại, bắt đầu kít lại anh em ạ. Chứ mà làm ổ gà là sót lắm, sót vào bụng lắm anh em ạ. Ok. Thì ngoài ra anh em vừa phục đèn rất là phục cái này anh em ạ. Cái phục này nhá. Đi rất là êm luôn anh em ạ. Đi êm vãi chưởng luôn anh em ạ. Ê luôn con ZX trước của mình ấy, mình độ có phục TTX của Olin ấy, nghĩa là nó rất là cao cấp rồi và trị giá gần 30 triệu anh em ạ. Đấy mà đi còn mình rất cái phục này con thích hơn nhiều ấy. Nó đi vào ủ gà nó nhẹ lắm, nó đi kiểu nhẹ lông hồng ấy, thế các bạn luôn và mình rất thích ưng, rất thích cái phục của bọn này. Phục zin đấy anh em nhé, chưa phải phục bộ đâu anh em ạ. Thế mới nói là những đồ, những thứ nó đồ zin của cái này nó rất là ngon. Đấy, mình không cần thiết mình phải độ, chỉ độ những thứ cần thiết thôi anh em ạ. Đấy, ngoài ra phần đầu nó có cái cỏ kính chắn gió carbon này anh em này. Anh em nghe tiếng carbon không? Đấy, khi mà anh em vỗ vào carbon nhé, dùng móng tay vỗ vào carbon nó sẽ có tiếng này. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là nghe rất là thích, tôi nghe rất là xịn sò luôn. Ok, thì, ngoài ra ấy, mình mới nhớ là một điều là nó là yên. Cái yên này nó được làm bằng da gì ấy, nhưng mà nó ngồi êm, rất êm hơn là xe bản Ray em nhá. Và đặc biệt nó có chữ M này. Bản M, thấy chưa? Đặc biệt nó nhiều đây là bản M. Đấy, để không biết như gì nữa nhưng mà sau đó mình chưa rửa xe anh em ạ. Đấy, cái yên này rất là mềm luôn anh em, có thể sờ rất là mềm. Đấy, yên này. Da này là da rất là xịn luôn anh em nhé. Đây là hơn cái bản Ray là đấy anh em ạ. Rất là xịn, rất là sướng, ngồi rất là êm luôn. Giờ mình sẽ cho anh em nghe thử tiếng bô của nó nhá. Mình sẽ quay tiếng bô cho anh em nghe nhá. Và nếu anh em nào hôm nay sẽ không, mình cũng không đẹp bô anh em nhá, chỉ quay nghe tiếng bô. Và đặc biệt con này anh em ạ, bô nó rất là to, nó con cả cắm mập ấy, nó con cả mình cảm giác như kiểu nó bo, nó tiếng nổ nó phọt ra ấy, nó rất là hay nhá. Nó phọt ra xong nó êm dần chứ nó không phải phọt ra mà nó ầm mãi, mà nó phọt ra nó êm dần rất là êm đấy. Nhưng mà được cái mắt dậy là nó phọt ra ngay ga đầu, nó sẽ phọt ra anh em ạ, phọt ra rất là mắt dậy luôn. Đấy, cái đấy nhiều khi hay nhưng mà nhiều khi nó khiến mình nó hơi gọi là rắc rối tí ấy. Đấy, nhưng mà đây mình sẽ cho anh em nghe nhá. Ok nào. Đây, đứng góc bên này đi. Nó rất là to anh em ạ, nên anh em mình sẽ nghe một tí nhá, tại vì thông cảm nhà người ta anh em ạ. Ui, nó vang được. Nó kinh điển thật. Anh em thấy không? Nó kinh điển với trường. Sợ vãi trường luôn anh em ạ. Thế đây, cháu xin lỗi chủ nhà nhá. Thế thì chú thông cảm, cháu chỉ để máy một tí thôi để cho mọi người nghe thôi. Nghe thấy không? Nó để máy quả kinh điển không? Sợ không? Tẩm. Đấy, nhiều khi nó cũng rất là bất tiện luôn đấy các bạn đấy. Ok, thì giờ mình sẽ làm vòng cho anh em đã. Ok, bạn khóa nào. Mình rất thích cái kiểu chào này, rất là đẹp. Bây giờ sẽ để máy đi nhá. Anh em bị đâm rất là nhiều nút. Và anh em được cái hay nữa là nó có một cái gọi là tự chỉnh được chế độ lái của mình ra anh em nhé. Nghĩa là mình thích set kiểu gì set anh em ạ. Rất là hay. Ok, đi nào. Rất là nhiều nút, nhiều khi mình học còn đau hết cả đầu cơ. Ok. Never gonna look back, cause damn I'm moving fast. You move slow and I move fast, and that's best. Only I can make a change, so slowly take a step.
Bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Anh em nhìn thấy quả thời tiết không? Đấy thì anh em thông cảm nhá, bình thường mình vẫn muốn quay cho anh em bây giờ từ lâu rồi nhưng mà thật sự là mình ra giờ này mình rất là lười luôn giờ này, giờ mình có thời gian ra giờ này anh em ạ, mà nó giờ này phát là bão luôn. Ok, biết vài đường anh em nhá. Ok, thì đây mình nghĩ video là review về chiếc xe của mình đấy thôi anh em ạ. À, quên mất anh em ạ, à, của mình có cái lườn capot đấy nhá. Quên mất. Thì các bạn ở dưới kia nó oi, nó nóng ấy, thành ra là không có thể nhớ được hết đi. Để anh em thông cảm nhá. Thì đây là mình đây là lần thứ hai chứ. Mình review về một chiếc xe anh em ạ. À. Thì xe của mình nữa. Đấy. Thì cái đấy kia mình cũng nghĩ là mình rất là khát tiếc tại vì mình chưa có dịp mình review nó, mình đã bán nó rồi. Ok thì bây giờ mình đã có dịp review con cái của mình rồi. Ui bão sắp bão rồi. Thế là mà anh có gì sai sót hay là có gì lấp vấp vấp ấy thì mình tất nhiên là mình sẽ không tránh được sai sót rồi. Thì mong có gì anh em góp ý vào thông cảm cho mình nhá. Ok có gì anh em cứ comment ở dưới cho mình nhá. Ngoài ra anh em muốn là mình đặt thử thách làm thử thách nào ấy thì anh em cứ comment ở dưới nhá để có biết anh em nhá. Ok còn giờ mình xin phép mình đi về anh em, sắp bão này. Betsy. Ok còn xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em video sau nhá. Còn giờ mình xin phép đi về đây. Ủa mưa rồi ơi, mưa to. Beneath the